Chiều ngày 2 tháng 6, nguồn tin từ Bình Dương cho biết, cảnh sát đang điều tra, truy tìm kẻ lấy cắp hai xe máy của công an phường Hưng Định, thành phố Thuận An, Bình Dương. Theo đó, rạng sáng ngày 29 tháng 5, hai chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter chuyên dụng của lực lượng công an phường Hưng Định để tuần tra đã bị kẻ gian đột nhập lấy trộm. Qua trích xuất camera an ninh, công an phát hiện một nhóm người vào trộm xe. Trước đó, để tạo điều kiện cho lực lượng công an phường 10 trên địa bàn thành phố Thuận An tuần tra vũ trang bằng nguồn ngân sách của địa phương, thành phố Thuận An đã mua và cấp 20 chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter cho các đơn vị sử dụng. Hai chiếc xe máy bị mất, nằm trong số 20 chiếc, được trang bị cho các đơn vị công an phường, xã trên địa bàn.